Sáng ngày 11 tháng 2, tại khu 9, phường Bắc Sơn tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, gia quân dọn vệ sinh làm sạch đường, đẹp phố. Tại buổi lễ, phường Bắc Sơn kêu gọi phát động các hộ dân trên địa bàn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đẩy mạnh hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật xanh, tích cực trồng cây, trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường. Ngay sau lễ phát động, cán bộ nhân dân khu 9 đã lắp đặt 10 thùng rác công cộng, gia quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường liên khu, khuôn viên nhà văn hóa. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa. Thực hiện chủ trương nâng cấp chỉnh trang đô thị, trong thời gian qua, khu 9 phường Bắc Sơn đã vận động nhân dân xây dựng 3.000m đường hoa tại các tuyến đường liên khu, nâng cấp 3 tuyến đường bê tông với chiều dài 600m, tại tổ 18A, 18C.